nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em rất thân mến, chúng ta tụ họp nhau nơi đây để cùng với toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị cho tuần thánh này, trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối và chia sẻ tình thương cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ với Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng ngẫu, xin thanh niên những cành lá này để chúng con cầm lấy mà hoan nghênh Đức Giêsu là Vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hiệu Chúa, được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiển thị muôn đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào thành Bethphage và Betania bên triền núi Cây Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh hãy cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là Thầy có việc cần dùng, rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó, và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành, chặt lá ngoài đồng, rải lên lối đi. Người đi trước kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại Vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tiếp đến là cuộc rước, thứ tự đoàn rước, đi đầu là Thánh Giá Lấy Cao, tiếp đến là Thánh Giá Cành Lá, tiếp đến là Linh Mục, và sau đó là đoàn giáo dân chúng ta đi theo cha. Để đây chúng ta hãy đòi đường chân thành Jerusalem mà hoan hỉ lên đường nơi đón Đức Kitô. Thank you.
cho linh hồn Anna Chu Thị Hành dưỡng một năm. Xin được đợt tạ ơn Chúa cầu bình an, cầu cho các bạn linh hồn, cho linh hồn yêu xe Đức Lô Sa về, cho Doan Batista Lai và Doan Batista Vãn, cho hai linh hồn Anna, cho Đa Minh và Ide, cho Maria dưỡng 5 năm, cho Đa Minh và Anna, cho linh hồn Doan Batista chủ nhiệm. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải xuống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giác để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người đây mai trong cuộc thương con và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Tiên tri Isaia mô tả người tô tớ đau khổ của Thiên Chúa, tuy bị nhục mạ nhưng vẫn hiên ngang can đảm chấp nhận. Đó là lời tiên báo về Đức Kitô và cuộc thương khó của người. Chính sách tiên tri Isaia: Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Tiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cứng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giận tôi. Mũi tránh những lời cười và những người khỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi che mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
mầu nhiệm cứu độ được thực hiện nơi Đức Kitô, đấng tự hạ và vâng phục Thiên Chúa cho đến chết trên thập giá. Ngài trở nên gương mẫu cho tất cả những ai tin và bước theo Ngài mà đạt tới ơn cứu độ đời đời. Chết thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là địa vị Thiên Chúa đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người bị bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Thương có Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng: đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh ra náo động trong dân. Khi Chúa Giêsu đang dùng cơm ở Bethania trong nhà ông Simon Thật Phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá, đập vỡ bình và đổ dầu thơm trên đầu người. Có mấy người khó chịu nghĩ rằng: làm gì mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn 300 đồng bạc để bố thí cho những kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo: hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho ta một việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tùy ý. Nhưng ta, các ông không có ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm. Bà đã xuất đầu thân và có ý tầm liệm sát ta trước. Ta bảo thật các ông, trong khắp thế giới, phúc âm này rao giảng đến đâu thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ đến bà. Khi ấy, Judas Iscariot, một trong nhóm 12, đến tìm các thượng tế để tình nguyện nộp người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ và cho, và họ liền hứa cho nó tiền, và nó tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết trên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vỏ nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu, và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như người bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Chiều đến, người cùng 12 môn đệ tới, và khi mọi người đang ngồi ăn, Chúa Giêsu nói:
Ta bảo thật các con, một trong các con đang cùng ăn với ta sẽ nộp ta. Các ông đều buồn sầu và lần lượt từng người thưa với Ngài: Thưa Thầy, có phải con không? Người đáp: Là một trong 12 kẻ cùng chống một đĩa với Thầy. Con người phải ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, ta nó đừng sinh ra thì hơn. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi về cầm lấy chén tạ ơn, trao cho các ông, và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu ngon này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh thịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giêsu bảo các ông: Đêm nay tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy, vì có lời chắc rằng ta sẽ đánh chủ trên và đàn trên sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con. Phêrô thưa với Người: Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, nhưng con thì không. Chúa Giêsu bảo ông: Thầy bảo thật con, hôm nay nội đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối Thầy ba lần. Nhưng Phêrô càng lên dòng cương quyết hơn và rằng: Không, dầu phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy. Và tất cả đều nói như vậy. Đi đến một vườn kia tên là Gethsemane, Người bảo các môn đệ: Các con hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện. Rồi Người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo Người. Và Người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người lại bảo các con: Linh hồn Thầy buồn đến chết được. Các con hãy ở lại đây và tỉnh thức. Đến xa hơn một chút, Người phục xuống đất và cầu xin: Nếu có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này. Và Người nguyện rằng: Abba, lời Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con, một hãy theo ý Cha. Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô: Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sau, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối. Rồi Người đi khỏi đó và cầu nguyện cũng những lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu và các ông không còn biết thưa với Người làm sao. Lần thứ ba Người trở lại và bảo: Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi, thế là xong. Giờ đã đến, này con sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi hãy trỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã tới nơi. Người còn đang nói thì Judas Iscariot, một trong nhóm 12, đến cùng đi với một toán đông mang gươm giáo và gậy gộc do các thượng tế, luật sĩ và tỳ lão sai đến. Trước đó tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng: Hễ tôi hô mặt ai thì đó chính là Ngài. Các ông cứ bắt lấy bà điều đi cho cẩn thận. Vừa đến nó tiến gần tới Người mà nói: Chào Thầy, và nó hôn Người và chúng cha tay bắt Người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ Thầy thường tế đứt một tay. Chúa Giêsu nói với chúng rằng: Các ngươi cầm gươm nhắm về đầu đi bắt ta như bắt một tên cướp. Hằng ngày ta ở giữa các ngươi giảng dạy trong đền thờ, mà sao các ngươi không bắt ta? Nhưng như thế là để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bấy giờ muốn để bọn Người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo Người, mình chỉ quấn một tấm khăn, họ túm lấy anh ta, nhưng anh ta bỏ lại tấm khăn và chạy trốn mình trần. Chúng đều Chúa Giêsu đến Thầy thường tế, các tư tế luật sĩ và kỳ lão đã hồi lại đông đủ. Còn Phêrô theo Người xa xa đến tận trong dinh thường tế và ngồi sưởi với đám đầy tớ. Vậy các thầy thường tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết Người, song họ không tìm ra.
Có nhiều kẻ đã cáo danh, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên, có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho người mà rằng, chúng tôi đã nghe nó nói, ta sẽ phá hủy đền thờ này do tay loài người làm ra, và trong 3 ngày ta sẽ xây lại một đền thờ khác, không bởi tay loài người làm ra. Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy, Thầy Thượng Đế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giê-xu rằng, sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông, nhưng người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì? Thầy Thượng Đế lại hỏi, ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng? Chúa Giê-xu đáp, phải, chính ta. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu đứng toàn năng và ngự đến trên đám mây. Thầy Thượng Đế liền xé áo mình ra và nói, chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lợi ngôn, các ông nghĩ sao? Ai nấy đều lên án người đáng chết. Rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào người, che mặt người và đánh đấm người mà rằng, hãy đoán xem. Và bọn thủ hạ thì vạ vào mặt người. Phêrô đang đứng ở ngoài sân đền đường thì có một đầy tớ gái của Thầy Thượng Tế đến. Thấy Phêrô đang xuẩy thì nhìn ông và nói, ông cũng theo Giê-xu người Na-da-rét. Nhưng ông chối phát đi mà rằng, tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì. Rồi ông đi ra ngoài phía trước đền đường và ra đền đánh. Lần nữa người đầy tớ thấy ông để nói với những người xung quanh rằng, ông này thuộc bọn đó, nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng, đúng, ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilea. Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng, tôi không biết người mà các ông đang nói đó. Tức thì là gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã bảo, trước khi gà gáy 2 lần, con đã chối ta 3 lần. Và ông liền than khóc. Vừa rạng sáng, các thượng tế hội nghị với các vị lão luật sĩ và toàn thể công nghị, họ đã trói Chúa Giê-xu và giải nạp người cho Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi người, ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp, ông nói đúng. Và các thầy thượng tế cáo người nhiều điều. Phi-la-tô lại hỏi người rằng, ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều. Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Và mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tủy họ sinh. Bấy giờ trong khám có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô xin ân xá theo như thói quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi, các người có muốn ta phóng thích cho các người vua dân Do Thái không? Vì quan biết rất rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp người, nhưng dân xin phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Phi-la-tô bảo dân chúng rằng, các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái? Nhưng chúng lại kêu lên đóng đinh nó đi. Phi-la-tô đáp lại, người này đã làm gì nên tội? Xong chúng càng ra to hơn, đóng đinh nó đi. Sau cùng Phi-la-tô mới vừa làm dân, liền tha Ba-ra-ba và trao Chúa Giê-xu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điều người vào sân tiền đường và tập họp cơ đổi lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người. Đoạn họ chào người rằng, tâu vua dân Do Thái. Rồi chúng lấy cây sợi đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối chầu bán người. Khi đánh đào cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người và đều người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alexandro và Rofo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng đều người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha ngọt dược, nhưng người không uống.
Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt phân xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá và có bản án ghi rằng vừa nhận dò thấy, và cùng với người chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường cũng sỉ nhục người, lắc đầu và nói: kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhào báng người và nói với nhau: nó đã cứu được kẻ khác mà không tự cứu được mình. Bây giờ Đấng Kitô vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào. Cả những kẻ cùng đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ, và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lema sabachthani, nghĩa là: lạy Chúa con, lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: kìa, nó gọi Elia. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông bền đầy giấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho người uống mà rằng: hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không. Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và chút hơi thở. Mời con bà quỳ xuống. Mời con bà đứng. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế, liền nói rằng: đúng, người này là con Thiên Chúa. Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa, trong số đó có bà Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê hầu và của Giuse, và bà Salome, là những kẻ đã theo nước người khi người còn ở xứ Galilea. Và nhiều người khác cũng đã lên Jerusalem với người. Trời đã xế chiều và hôm đó lại là ngày chuẩn bị áp ngày Sa-bát. Ông Giuse quê ở Arimathea, một người viên vị vọng trong hội nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa. Ông mày dạn đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết. Ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem người đã chết thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác người cho Giuse. Giuse mua một tấm khăn trắng, hạ xác Chúa Giê-xu xuống khỏi thập giá, liền vào khăn và đặt trong mộ đã được sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó, bà Maria Magdalena và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi người được an táng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ rất thân mến, hàng năm giáo hội vẫn dành riêng cho chúng ta một tuần lễ gọi là tuần thánh, cao điểm của phục vụ, quan trọng nhất của phục vụ trong suốt cả một năm. Với Chủ nhật lễ lá ngày hôm nay thì tuần thánh đã bắt đầu rồi, bắt đầu để chúng ta cử hành lại những nghi thức phục vụ cách đặc biệt, nhắc lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hôm nay ngài vào thành Jerusalem là để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, hầu đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta. Điều ấy thôi thúc và nhắc nhở chúng ta hãy chú ý quan tâm đến những điều quan trọng cần thiết cho cuộc đời của mình qua cái chết khổ nạn nhục nhã của Chúa Giêsu.
mà bài thương khó vượt thoát lại cho tất cả chúng ta. Chúng ta chú ý quan tâm đến ý thức, đến những điểm quan trọng để rồi chúng ta mới có thể lãnh lấy tất cả những ân sủng mang lại cho chúng ta từ cái giá máu của Đức Giêsu Kitô. Không có một ai, cũng chẳng có một thế lực nào, cũng chẳng phải tiền của thế gian vật chất có thể đem lại cho chúng ta cái ân sủng mà Chúa Giêsu Ngài đã mang lại cho chúng ta. Vậy những chi tiết quan trọng ấy trong suốt tuần thánh này là gì? Trước hết, ngày hôm nay chúng ta đã cử hành một điều quan trọng, đó là Chúa vào thành Jerusalem một cách trịnh trọng. Ngài vào thành thánh Jerusalem và trong bữa tiệc ly với các môn đệ, Ngài đã lập nên bí tích thánh thể là điều thứ hai. Bí tích thánh thể chính là mình và máu của Ngài để nuôi dưỡng chúng ta, lôi kéo chúng ta khỏi tay của ác thần, nuôi dưỡng chúng ta bằng của ăn bởi trời, để chúng ta được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa. Kế đến nữa là Ngài chịu chết một cách nhục nhã rồi được an táng ở trong mồ giống như con người. Ngài chịu chết, chịu sỉ vả như trong bài thương khó chúng ta nghe thấy. Ngài chịu tất cả mọi sự, chịu đánh đòn, chịu khát nhổ, chịu sỉ nhục, đủ mọi thứ loại, và cuối cùng là đóng đinh, lột trần chuồng, treo lên ở trên thập giá. Đó không phải vì tội của Ngài, đó không phải vì lỗi lầm gì của Ngài, nhưng Ngài đang thâu tóm tất cả những nỗi sỉ nhục, những đau khổ, những mất mát trong cuộc đời của nhân loại, của tất cả chúng ta, mang vào trong thân phận của Ngài để mang lên cây thập giá, hầu có thể biến đổi nó thành điều tốt đẹp cho chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta không ý thức điều đó, cái chết của Đức Giêsu sẽ trở nên vô nghĩa đối với chúng ta. Bởi và cuối cùng, một chi tiết quan trọng nhất là Ngài sống lại. Ngài sống lại cho nên Ngài làm chủ toàn thể mọi sự sống trên toàn cõi địa cầu này. Và ai tin vào Ngài, kẻ đó sẽ được thông phần vào sự sống với Ngài. Chúa Giêsu Ngài chịu chết để Ngài mang ơn cứu độ xuống cho toàn cõi địa cầu này, nhưng không phải tất cả mọi sinh linh, mọi con người đều được cứu độ cả đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng chỉ có những ai tin vào Ngài. Tin vào Ngài có nghĩa rằng chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó của Ngài, thì chúng ta biết kết hợp với sự thương khó của Ngài, kết hợp cuộc đời của mình với sự thương khó của Ngài. Tin vào Ngài như thế, ta mới lãnh được ơn của Ngài. Kết hợp sự thương khó của cuộc đời mình với thương khó của Chúa là gì? Thưa, đó là quyết tâm biến đổi đời sống con người của mình, biết bỏ đi những tội lỗi, biết vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Nếu như Đức Giêsu Ngài đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha để mang lại muôn ân sủng cho loài người, thì loài người muốn được ân sủng của Ngài cũng phải biết vâng phục Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, ân sủng Chúa ban dư trả, nhưng không phải tất cả đều lãnh nhận được điều đó. Vậy mỗi chúng ta tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa trong suốt tuần thánh này, xin Chúa cho chúng ta nhận ra con người lỗi tội yếu hèn của mình, mà biết khiêm tốn quay trở về, biến đổi đời sống của mình, sao sống sao để chúng ta
đền ơn đáp nghĩa đấng đã tạo dựng nên mình và cứu chuộc mình cách lạ lùng như thế. Hầu chúng ta xứng đáng là những người hưởng những phúc lành mà trong tuần thánh này Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Chúng ta ước mong mỗi người chúng ta sẽ trở nên giống như một vẫn giống như viên sĩ quan ngoại đạo ngày hôm nay, khi ông đứng chứng kiến Đức Giêsu tắt thở, ngài ông ta chỉ nói một lời: đứng, người này là con Thiên Chúa. Mỗi chúng ta mà biết tuyên xưng điều đó, đời sống chúng ta sẽ thánh thiện, sẽ tốt lành lên mỗi ngày. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin đến một Thiên Chúa, xin cho nhiều bạn
biết định hướng đời mình theo chân lý thật xa, để đời sống tốt lành, yêu thương và tôi vui của họ tỏa sáng niềm hy vọng và bình an giữa thế giới. Chúng ta sẽ chịu mọi đau khổ cách nhẫn nại. Xin cho anh chị em bần tật khổ đau thân vọng cảm nhận được Chúa Đức Kitô chịu đau đớn luôn ở với họ, để tìm được sức mạnh và hy vọng đỡ đau cuộc sống. Xin Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết. Xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta tham dự các cử hành tuần thánh với đức tin và sự hiệp thông sâu xa với Đức Kitô khổ đau, tử nạn và phục sinh, để tâm hồn được thấm nhuần tình yêu cứu độ. Để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con được tình yêu Chúa đánh động để cuộc sống đời, để biết sống một cuộc đời thánh thiện mà cảm giác và tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa đã
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con đại xin Chúa thường ơn anh thần Chúa, ánh hoa ngực của đến này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện đọc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thành sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thứ bấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúng con ta thiên đại xin Chúa cho chúng con quy thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một là Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ lên hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kể toàn hội thánh thông thức minh cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giáo mục Gioan chúng con, Đức Giáo mục Giuse, Đức Giáo mục Đăng Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin Chúa thường nhận lời tạ ơn cùng với những ý nguyện chúng con đang kêu cầu Chúa. Và xin thương nhớ đến các tội tớ Chúa là những linh hồn chúng con xin cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi các vào đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn mừng trong ngày đi học sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân phận quân thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em tại đời vào ngọn ánh sáng công nhân Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được hưởng ngọn sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Du Xe và Giang Lâm Đức Trinh Nữ, các anh đông đồ được hoàn đời các thánh đại sống đại đoàn Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về với Chúa, là trang quan năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng ta nhớ nguyện rằng, lạy Cha chúng con ơi,
Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoán thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoán thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em. Cùng ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nó. Thank you.
ban phúc lành cho anh chị em.